Trước khi bạn hỏi thì mình sẽ nói là không, mình không phải là Hitler chuyển sinh. Thì cứ mỗi lần mà hè hay là mùa đông thì tôi sẽ bị nổi một cái cục ngay đây và tôi phải xuất thuốc trong vòng 2 tuần liền. Cũng khoảng thời gian này hồi năm ngoái thì tôi bị bắt đi quân sự. Trong đó thì tôi đổ bệnh và một anh quân y đẹp trai đã giúp tôi bôi ở ngay miệng. Và một thằng khốn nào đó đã chụp tấm ảnh này và gây hiểu nhầm cho mọi người. Huy à, mày biết thằng khốn đó là ai mà? Và mình cứ nghĩ rằng là điều tệ nhất có thể xảy ra là mình sẽ bị quân đồng minh tấn công hay gì đó, nhưng mà không. Mình bị Facebook khó ạc. Đúng vậy các bạn à, hôm qua thì mình có check Facebook thì bị đăng xuất nửa chừng. Mình đăng nhập lại thì nó ghi rằng tài khoản của bạn đã bị khóa. Tại sao cơ chứ? Lý do là tại vì họ nghĩ rằng mình là thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố. Miên quán TQ đã bị xóa tại vì bị nghi ngờ rằng đó là một tổ chức khủng bố. Mình thật lòng không hiểu tại sao luôn á. Ok, mình hiểu rồi. Tưởng tượng cảnh hiếu thứ hai đủ trên này. Vâng, đôi khi thì cái TikTok nó sẽ rất là ngắn và khó hiểu. Thì các bạn chỉ cần bấm vào cái sound thì nó sẽ hiện ra một cái danh sách những người đã dùng âm thanh này để làm những cái trò... bạn biết mà, đây là kinh nghiệm sống. Ok, để xem thử coi cái channel này nó là cái gì. Oh, ok. Vâng, mình phải thú nhận là mình cũng muốn xem hiếu thứ hai làm cái channel này. Tôi không gay, mà tôi yêu cái đẹp. Chen cũng nhìn đẹp mắt thú vị, nhưng mà vấn đề là chỉ có phái nữ mới làm được thôi. Chứ mà phái nam như bọn tôi làm thì sẽ bị gọi là quấy rối. Không tin thì bạn ra ngoài đường bạn làm thử đi. Nếu như bạn bị bắt vào tù thì tôi sẽ thăm bạn. Gì đây? Ô. Quấy rối! TikTok nó đề xuất cho mình những video này và mình cảm thấy rất là khó xử. Liệu mình sẽ nghe lời thiên thần bên vai phải của mình và thoát ra ngoài, hay là mình nên nghe lời ác quỷ bên vai trái và khóa cửa lại? Ok, một pha chuyển cảnh. Nhận dạy bơi cho các bé trai từ 18 tới 25. Lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng xin lỗi, em vẫn muốn lên thiên đường. Hallelujah. Ồ, đây là cái hình ảnh của thiên thần theo kinh thánh. Mình đổi ý rồi, mình không còn muốn lên thiên đường nữa. Không biết là bà chị hồi nãy bà còn nhận học viên không? Ok, thì hiện tại cái TikTok nó đang đề xuất cho mình một đống những video về mông rồi đứng nhảy sexy rồi. Nhưng mà vấn đề là như này các bạn, nếu như mà mình bấm vào thêm một lần nữa thì cái TikTok nó sẽ nghĩ rằng là mình thích những thứ này, và từ bây giờ tới cuối năm nó sẽ cho mình coi mỗi những video đứng lắc mông thôi. Và mình thì đang đấu tranh nội tâm. Sao xem video mèo đi. Theo mày tương lai tao giàu hay nghèo? Nghèo thì mày à. Vãi. Cái biển số 4 số 9 kìa mọi người. Hình như ở Sài Gòn của mình chỉ có mấy người được cái biển số này thôi. Và tôi thấy là có mấy người mua xe không phải là vì chiếc xe nó xịn hay là nó đẹp, nhưng mà mua xe tại vì cái biển số. Nên là sau này các bạn quen ai á, các bạn đừng có nhìn cái xe người ta mà đánh giá, các bạn hãy cúi xuống nhìn cái biển số. Còn mình thì thôi các bạn khó phải nhìn, tại vì mình không có xe. Hồi trước mình có kể rằng là mình bị té ra mặt đường đúng không? Sau buổi đó thì mình đã bị thu xe rồi và nó kêu rằng mình phải trả 10 triệu để được chuộc cái xe về. Và các bạn nhìn mặt mình có giống là mình có 10 triệu không? Tay du ký bản mới thôi các bạn. Nó là mình nhớ cái tuổi thơ của mình quá. Wow. Tôi nhớ là Tôn Ngộ Không động não thiên cung mà, chứ đâu có động não phòng ngủ đâu. Rồi, Ngộ Không ơi. DJ đúng. Sáng thỉnh kinh tối đi bà. Ủa thầy, thầy làm gì ở đây vậy thầy? Ngộ Không, con đang làm gì vậy? Đền tội đi. Google Maps kiểu 200m nữa rẽ phải, sau đó bơi qua hồ, điểm đến của bạn ở bờ bên kia. À, nhưng mà có thể đi vòng mà. Bố mày thích, ok. Một lần nọ mình đi chơi với bạn của mình và mình đã đi trễ 3 tiếng. Tại vì Google Maps nó chỉ mình đi cái đường của ô tô thay vì đi cái đường của xe máy. Và mình ra ngoài đường 3 phút sau và mình tự hỏi, ủa khoan đã, sao mình lại ở trên cao tốc? Lý do chị dậu đánh được tên cai lệ là tại sao? Ồ, à mà xinh quá vậy. Ôi, hoa đẹp đấy, nhưng mà không đẹp bằng em.
Người phụ nữ lực điền. Xuân Thành 2K1. Ok vậy? Sao con gái mà tên là... Oh. Real của mấy bà hay ngắm gái kìa. Khi mà các bạn xem thứ gì đó nhiều thì nó sẽ nghĩ rằng bạn thích cái đó và nó sẽ cho bạn xem hoài luôn. Và cái vòng tuần hoàn nó sẽ tiếp tục. Hôm bữa mình mượn điện thoại của má mình, mình vào coi thì trời ơi, mình lướt chục cái post thì chín cái là bán đồ, quần xì, áo lót, đồ ăn, bàn tập gym. Còn mình lướt cái TikTok của bố mình thì toàn là video hướng dẫn chơi cờ tướng. Còn nếu như bạn đang lướt cái TikTok của mình thì đây, đây thì mình đang coi với các bạn đây. Không có gì để giấu cả đúng không? Người chính trực mà. Con tên có thể gây khó chịu, tại sao? Đó là một con mèo dễ thương mà. Ôi, tôi tưởng là nó nó tệ hơn như vậy. Thì dạo này nó đang có một cái trend về con mèo chuối các bạn. Sau này nó khóc ấy, dễ thương kinh khủng luôn. Với lại nó có con mèo happy 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 gì đó. Lập trình rất vui, tập 26. Wow, cái gì cơ? Tôi nghĩ rằng là cái series này cùng lắm chỉ có 3 tập thôi. Tại vì tôi quen 3 người lập trình viên và hai trong số họ đang bị chỉ nội chỉ ngoại. Một người thì bỏ nghề, người còn lại thì đang ở đây làm YouTube. Vâng các bạn, mình học công nghệ thông tin đấy. Like, share, subscribe hoặc là tôi sẽ hack máy tính của bạn. À ha, phát hiện rồi nha. Mày quên sắp lịch sử rồi. Cùng nhau lần theo dấu vết giữa đêm sắp hết tìm ánh sương mai. Nửa đêm ai đang uất nghẹ nực nở giữa tiếng đáp đá rụng giường. Cái nào thứ vậy? Có con blue switch lick ca lick kích thật quá lâu dài. Ô thì ra có là chiêu à. Lick ca đếm rồi mái éo chạy đưa. Vâng, đây là lập trình viên trong môi trường tự nhiên của họ. Làm ơn đừng cho họ đồ ăn hay là làm phiền. Chào cô, chào thầy. Ừ. Cái kiếm cơm của nó, kiếm cơm mới được không? Má thấy gì chưa? Thấy gì con? Mất cái nồi cơm rồi phóng con. What? Hả? Cái gì đang xảy ra vậy? Rồi chuyện gì đã xảy ra với lại cái nồi cơm? Hãy nói đi! Chuyện gì? Nồi cơm! Ok, tôi hơi thao quá một chút. Tôi đang học một khóa diễn viên á mọi người. Thì tôi chỉ rằng làm như đó cũng phải dồn hết tâm can vào cái cảm xúc của mình. Giống như kiểu khi bạn cười thì bạn phải cười như là bạn bị động kinh vậy đó. Còn khóc thì phải như Trấn Thành. Bốn cái chữ hào quang rực rỡ. Đàn ông đích thực. Ủa ok, chơi Hàn Quốc đúng không? Chết cha rồi mọi người, chết cha rồi, chết cha rồi. Tôi đã bấm vào một cái video của Boy Love Manhwa gì đó rồi. Có nghĩa là từ bây giờ trở về sau, tôi phải xem những chàng trai hôn nhau. Và đây là ví dụ đầu tiên. Nói vậy thôi chứ mình không có kỳ thị gì hết. Đơn giản, không phải gu của mình thôi. Mình thích mấy cô gái tomboy mạnh mẽ. Ví dụ như là ok. Damn. Mình có cảm giác như là cái TikTok nó có thể đọc suy nghĩ của mình hay gì á. Mình không biết các bạn có giống mình hay không, nhưng mà mình thật sự rất yêu bầu trời. Hoàng hôn nè. Ngược lại với hoàng hôn là gì? Tôi quên cái từ đó rồi. Nói chung là một cái mặt trời lặn với lại có một cái mặt trời mọc á. Và những vì sao, kiểu ban đêm nhìn lên bầu trời thấy lấp lánh, nhìn sao xuyến lòng người lắm. Nhưng mà vấn đề là mình sống ở thành phố, và tất nhiên là nó sẽ bị ô nhiễm. Và ban đêm mà chỉ có bụi, rồi CO2, rồi thằng cha bên cạnh hút thuốc thôi, chứ chẳng có cái gì khác để nhìn cả. Nên là ước mơ của mình là có thể chuyển ra nước ngoài hoặc là leo lên Đà Lạt, những cái nơi cao cao nó sẽ ít ô nhiễm hơn. Bro, whoa, look at damn your shoes. Bro. Don't you just wanna... 1, 2, 3, 4, 4, 6, 5, 6, dorky kicks. La 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 la. God damn. Thì chứ thời gian của mình nó còn thua một con chó nữa. Oh, anh chàng đang đi mua dưa. Và anh ta làm gì với quả dưa vậy? Ủa rồi mày có định trả tiền không? Plot twist. Đây không phải là một cái nhà ma. Chanel, Gucci, Dior, Calvin Klein, những cái tên kể trên là một số hãng nước hoa nổi tiếng trên thế giới. Mùi hương của những loại nước hoa trên là không thể bàn cãi, quyến rũ, sắc sảo, tinh tế, sang trọng nhưng vẫn không bằng em. Chà, những câu này hay quá, tôi phải chép lại mới được. Mấy bà có người yêu á thì xem liền cái clip này cho tôi. Ok,
Vậy thì khỏi xem. Ok, xem trước cũng được, để sau này cái gì ứng phó. Chuyện là tôi nghi ngờ người yêu tôi nhắn tin với nhỏ khác mà xóa tin nhắn nên không có biết được là ai. Tôi mới nghĩ ra một cách là vào TikTok, sau đó chọn chia sẻ ở đây, chọn Messenger. Nó sẽ hiện ra những người nhắn tin gần nhất và nhiều nhất, khỏi cãi luôn. Oh, ok. Video này rất là hữu ích. Tôi sẽ cho một phiếu report. Đừng để cho người yêu của tôi thấy cái này. Chúng tôi ăn bún đậu kiểu mắm tôm. Không chỉ bún đậu mà mình ăn cái gì mình cũng ăn mắm tôm cả. Thịt luộc, thịt dê, thịt gà. À không, không, dở thôi. Tôi đâu có bị điên tới vậy. Tôi nghĩ về content cho TikTok của mình mỗi ngày. Oh, người Tây khác muốn ăn Việt Nam ngon quá. Bạn phải chấp nhận thôi. Ý của mình là một cái video 3 tiếng nói về động từ tiếng Anh, hay là một cái video nói về trứng vịt lộn. Nếu là mình thì mình sẽ chọn cái bên này. Tại vì bạn xin vào lời. Người ta ước mơ làm phi hành gia, bác sĩ, kỹ sư. Nhưng mà đây là ước mơ thực sự của mình. Mở một cái tiệm nail. À không, ý của mình là xây nhà cho má. Ok. Chà, không biết cái váy mua ở đâu mà đẹp quá ta. Tôi mà mặc vô hết sảy.